Hello, chào cả nhà. Hôm nay nhà mình đi du lịch lên bên bên này cả nhà. Cả nhà mình đi nè, hè nè kìa. Đó, cả nhà mình đi chơi nè. Mấy chục người luôn á. Có ổng. Bên bên nha. Đi con, chạy lên. Ừ, đi lên. Quay video. Hai đứa con đi đâu? Hai con đi đâu đây? Con đi. Đi đâu? Chơi. Ừ, đi. Đi lên. Cả nhà mình đây là tập đoàn. Tập đoàn cũng là 60 người. Đó, tập đoàn. Đó. Dòng họ nội ngoại hai bên. Dòng họ nội ngoại hai bên. Đó, tập đoàn nha các bạn. Đó, hết. Đó. Chắc 60 á. Đó. Đó, dòng họ nội ngoại hai bên. Chưa hết. Chưa hết nha. Đó. Dạ, có một chỗ à. Quả sao đi lâu vậy? Đau chân hả? Đau. Trời từ đi. Hơi nóng nè. Thì mua ra ngoài có gì đá chưa không em? Đá hả? Gì mày đá rất êm lắm, hiểu không? Ờ hả? Đó. Đó. Đi bên bên nha các bạn. Bên bên. Vui không? Tối lắm. Đúng rồi đây nè. Ừ, giờ trời ơi. Đi đừng chụp nữa nha. Đi vô xếp hàng lẹ lên. Đi vô xếp hàng còn chụp nữa. Lát qua bên đó chụp. Đây gia đình nhà mình không nè cả nhà. Nè đi vô chung luôn. Đấy bây giờ mình chờ thuyền vô. Mình đi thuyền như gì nè. Mình chờ thuyền vô nha. Còn hai bạn anh nữa. Còn bà bạn anh nữa. Trời ơi, còn chuyến sau nữa. Wow, mát quá. Đi 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 mau, có người hướng dẫn nha mình á. Có người hướng dẫn kìa. Ồ, xe tầng nữa hả? Đi lên tầng 6 nữa. Lên tầng 6 có xe. Chờ bà ngoại nữa đi. Ồ, tới nơi rồi. Tới nơi rồi cả nhà. 6 có xe chờ nữa. Ừ, lên tầng 6. Thì còn cái đóng người bên đó nè. Ờ, còn còn con Văn nữa bển á. Đi vô, đi vô, đi vô theo vô. Tóp đó đang quay luôn á. Tóp đó đang quay á, lên tầng 6. Đi rồi, cô nhà mình hết rồi, còn hai mấy đứa nhỏ kia nữa. Wow, đẹp quá cả nhà. Về đêm đẹp quá. Đi mau xe đón nữa. Chụp hình nó đẹp quá. Bạn quý tôi biết bạn. Chụp hình nó đẹp dữ. Chụp hình nó đẹp dữ. Con đi nhập hàng nha. Đây là quay tiếp tốt. Bé này con có ăn hả? Dạ con chú ý này. À, ok. Đi cầu thang lên tầng 6 luôn nha. Con ăn đâu? Anh Quỳnh giữ bí đen nha. Đây, bây giờ nhà mình đi đây. Mày đi đây hả? Đi lên đây hả? Con đi với mẹ đi.
Này này, cởi mẹ. Ô ô ô ô, đừng có bỏ chút con. Lý lên. Lý lên. Giờ lên ra. Đi lên. Ôi, nó xe này luôn luôn đây vậy. Liêu lên, lẹ lên. Ôi trời ơi, dính chặt cái ghen. Ngu ghê. Dính chặt ghen, dính chặt. Tới nơi rồi, thứ bảy là nó bán vé để cho mình quen mình ăn. Vé này thì là buffet. Ồ, buffet này như vậy thôi. Về đêm nè. Bên kia chùa nè cả nhà. Nhiều quán ăn nè. Vui không? 200 nghìn một vé, chỉ có ngày thứ bảy thôi, ăn buffet. Ồ, cái gì vui em. Những ngày nào mình dần hơn nhau phút ngày khai. Gọi két là gọi luôn. Lời nói lỡ mang đi tình yêu. Cứ sao để bớt cao. Thế rồi một ngày két là gọi. Nhận xa biết ta cũng xa đây. Về đêm này các bạn. Quế trời đẹp luôn. Đó là bên bên về đêm này. Cô hỏi em nó tưởng thôi chứ không có gì đâu.
Lên tàu ăn xong rồi đêm rồi giờ về tàu. À giờ lên tàu đi nè cả nhà. Nó quýnh mà cũng ngồi chung mà. Nó quýnh biết à mà cũng ngồi chung. Nó quýnh cái nào cũng ngồi chung. À giờ lên tàu về. Không khóc quýnh sao cũng liệu mà ai quýnh đằng bên kia là nó binh. Giờ lên tàu về nè cả nhà. À giờ lên tàu về nha. Đẹp lắm. Giờ 9 giờ về. À. Chạy vô mà có mệt. Sao mới lạnh đồ không có mệt. Mới lạnh á. Ừ. Vô mới lạnh nó thích á. Đứng dậy. Đứng lại kê bà giùm cổ đi. Đứng lại chung ơi. Đứng bụng rồi mà nói mình đứng ở chỗ này xuống lắm. Nè 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 một cái cây đũa đi anh cô con anh ơi đũa đẹp không bấm đẹp không à, dòng họ nhà mình không là nó đông vậy đó à, dòng họ nó đông dễ sợ à. Hey nè. Về Việt Nam mình thấy thoải mái không? Dạ. Yeah. Hey nè. Dẫn nó kìa. Rồi xong đi về. Về cũng lộn xộn nữa. Hả? À, hai chiến mới đủ. Vô ngọn hốc ơi, đóng không cơ?